Đối với đồng bào Ba Na, nghề dệt thổ cẩm là một nét văn hóa độc đáo có từ rất lâu đời. Nghề dệt thổ cẩm đã trở thành biểu tượng nét đẹp văn hóa cổ truyền và là thứ không thể thiếu trong đời sống vật chất tinh thần của đồng bào. Cả ngày tất bật nương rẫy, chiều đến chị Đinh Thị Đem, dân tộc Ba Na ở làng Rất Bắc, thị trấn Vĩnh Thạnh, trở lại với công việc quen thuộc của mình, đó là dệt thổ cẩm. Theo lời chị kể, 12 tuổi, chị được mẹ và chị dạy cho cách kéo sợi, cách dệt, cách bố trí hoa văn theo truyền thống của người Ba Na. Và rồi chị mê công việc này từ lúc nào không biết. Hầu nhỏ có 11, 12 tuổi thì biết làm à? Chị biết làm. Hầu nhỏ thì chị hai với mẹ tập. Chị nghĩ vì truyền thống của Ba Na thì mình phải cố gắng duy trì truyền thống để phát triển vừa kinh tế vừa không bỏ cái truyền thống của người Ba Na. Hơn 20 năm qua, chị vẫn làm và sống thủy chung bằng tấm lòng và tình yêu của mình với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của gia đình. Thời gian dệt và hoàn thiện một bộ trang phục phải mất từ 10 đến 20 ngày, đôi khi cả tháng trời. Thế nhưng lúc nào chị Đem cũng có sản phẩm để bán. Bởi như đã thành thói quen, hãy có thời gian rảnh là chị lại ngồi vào khung dệt. Điều đáng nói là những sản phẩm thổ cẩm do chị Đem làm ra giờ đã được nhiều người đón nhận, không chỉ bởi mẫu mã phong phú, hoa văn đa dạng, giá cả hợp lý, phù hợp với túi tiền và thẩm mỹ của người vùng cao, mà những tấm áo váy của chị luôn được giữ nét đẹp văn hóa truyền thống đặc trưng của người Ba Na. Ở ngoài huyện như ở Hoài An, có lúc ăn lao cũng mua, mua gửi. Người ta đẹp rồi, biết bà con quen rồi gửi mua. Có lúc thì ở Huế, ở đâu thấy cũng mua chắc tặng á. Người kinh cũng mua mà. Kinh mua áo, mua váy cũng mua. Là mua người ta đám cưới, đám hỏi, người ta cũng mua. Đẹp anh chị đây thì chị dệt rồi, để chuẩn bị đám cưới, đám hỏi mặc. Mùa hết á. Thổ cẩm của người Ba Na Kriem Vĩnh Thạnh dùng nhiều họa tiết hoa văn hình học với các đường thẳng, đường cong, hình tam giác. Họa tiết thường là những nét hoa văn li ti chồng lên nhau, tạo thành một dải phức hợp quanh một mẫu trang trí chính là ngôi sao tám cánh dệt trên nền trắng. Người Ba Na chọn màu đen là màu chủ đạo trong trang phục thổ cẩm, kết hợp với các màu đỏ, trắng và điểm một ít màu vàng, xanh non, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự tương phản. Có thể nói rằng, thổ cẩm của người Ba Na chính là sự kết tinh, văn hóa trong môi trường tự nhiên, xã hội riêng biệt. Nó mang nét đẹp của sự hồn nhiên, thanh khiết, như đất, như nước, như núi rừng. Thổ cẩm đã thành một phần tất yếu của đời sống cư dân các cộng đồng miền núi và là một phần trong đời sống văn hóa của họ. Từ bông ra vải, rồi nhuộm đỏ, nhuộm đen, nhuộm xanh, rồi dệt. Dệt trong đó là có dệt, người mà muốn dệt đẹp là có hoa văn. Hoa văn tức là có bông, có hoa này. Bông hoa này là mỗi người là phải được biết cái đấy, mới được lựa chọn. Đây là trong tộc Ba Na mình như vậy. Đây là phụ nữ. Khi Tết tươi, các ngày lễ hội, đám cưới hỏi thì mặc trên cái mặt cái nào là cái đế mặc cho nó đẹp. Ba bữa Tết. Hoặc là thường xuyên thì cũng mặc cái đấy, mặc cái váy này, cái chăn. Đây là cái truyền thống của dân tộc. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện nay ở mỗi làng miền núi đều có khoảng từ 15 đến 20 khung dệt và cũng chừng ấy người làm nghề dệt. Người còn làm nghề dệt ở các làng miền núi chủ yếu là những người đã trên 40 tuổi. Các mí dệt khi có thời gian rảnh rỗi, khi trong nhà, lúc trông con nhỏ. Và ngày nay các mí các giá dệt thổ cẩm còn là nguồn thu nhập chính của gia đình. Vì
bọ lụt đậu mùa mùa đấy, mình cũng muốn tiền. Nếu mình không làm thì không có tiền. Băng thằng bác cũng hàm muốn làm ấy, muốn làm hoa văn này hoa văn kia đấy. Với việc gắn làng nghề với hoạt động du lịch của tỉnh và huyện, thì phát triển nghề dệt thổ cẩm ở Vĩnh Thạnh cũng có những thuận lợi cơ bản. Một phần sản phẩm làm ra là để phục vụ nhu cầu sử dụng của đồng bào Ba Na trong huyện. Một phần lớn sản phẩm sẽ là hàng hóa khi tour du lịch sinh thái Quy Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh được mở rộng. Khi đó, thổ cẩm cùng với một số sản phẩm truyền thống của đồng bào Ba Na sẽ là những món quà độc đáo cho khách du lịch từ nhiều nơi. Một mùa rẫy nữa lại đi qua, người Ba Na Vĩnh Thạnh lại trở về với những sinh hoạt văn hóa truyền thống của mình. Nếu như tiếng cồng chiêng là âm thanh đặc trưng của đêm hội vùng cao, thì những bộ trang phục truyền thống tạo nên cái hồn cho điệu xoang của các cô gái Ba Na bước vào ngày hội. Và những chiếc áo, những chiếc khăn thêu hay những bộ trang phục được dệt nên từ đôi bàn tay khéo léo của nhiều chị em phụ nữ Ba Na ở các buôn làng vùng cao Vĩnh Thạnh, không chỉ làm cho những đêm hội vùng cao thêm lung linh sắc màu, mà ở đó còn lưu giữ những giá trị truyền thống chứa đựng cái hồn và bản sắc chỉ có ở người Ba Na.